cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Issei Sagawa, vì sao kẻ sát nhân ăn thịt người lại không bị pháp luật trừng trị? Trong lịch sử của Nhật Bản thì không ai có thể quên được câu chuyện kinh hoàng về Issei Sagawa, là một kẻ tỷ phú khát máu. Hắn đã biến bạn gái của mình thành món ăn sushi rồi sau đó thưởng thức một cách ngon lành. Issei Sagawa sinh năm 1949 tại quận Hyogo, Kobe, Nhật Bản. Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có và thế lực. Cao 1m48 và nặng 45kg với khuôn mặt thô kệch và thiếu hấp dẫn, nhưng hắn lại thích những phụ nữ phương Tây cao ráo và quyến rũ. Nạn nhân hụt đầu tiên lọt vào mắt xanh của hắn là một giảng viên người Đức nơi hắn theo học tại Tokyo. Issei Sagawa đã đột nhập vào nhà riêng của người phụ nữ này với ý định giết và chiếm hữu cô. Song hắn ta thất bại vì nữ giảng viên người Đức đã kịp thức giấc. Sau cuộc đột nhập bất thành, thì hắn đã tới gặp bác sĩ tâm lý để xin tư vấn. Với thâm niên trong nghề, thì vị bác sĩ đã khẳng định chắc chắn rằng Issei là một kẻ tâm thần. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai lời khuyên bác sĩ, cha của hắn là một thương gia quyền lực với gia tài kết xù đã viện cớ đưa Sagawa sang Paris để học tập và phớt lờ sự cảnh báo của viên bác sĩ về độ nguy hiểm của Sagawa. Năm 1981, trong thời gian học tập tại viện Sensei, thì mục tiêu mới của Sagawa lần này là một cô gái xinh đẹp đầy cuốn hút tên là Rinei, mới 25 tuổi. Để tiếp cận được đối tượng, thì Sagawa đã nhờ Rinei dạy tiếng Đức cho mình. Vốn giàu có, Sagawa có thể thoải mái vung tiền cho cô nên Rinei đã đồng ý. Những chuỗi ngày tiếp theo, thì hắn đã rủ cô gái 25 tuổi này đi xem hòa nhạc và triển lãm. Thậm chí hắn còn viết thư tình cho cô. Rinei còn mời Sagawa đến căn hộ của mình dùng trà và cả hai còn khiêu vũ cùng nhau. Một ngày kia, Issei Sagawa đã mời Rinei tới nhà ăn tối. Sau khi Rinei ra về, thì Sagawa đã hít và thậm chí liếm láp những chỗ cô gái đứng và ngồi trong nhà của hắn, đồng thời thề sẽ ăn thịt Rinei để sở hữu cô mãi mãi. Hắn đã sắp đặt một buổi ngâm thơ với cô gái xấu số vào ngày 11 tháng 6 năm 1981. Vào ngày định mệnh hôm ấy, trong lúc Rinei đang đọc thơ, thì Sagawa với khẩu súng nòng 22 mà hắn đã mua từ hồi mới sang Paris, từ từ tiến lại sau lưng Rinei. Hắn nhắm ngay gáy cô gái và nổ súng giết chết cô. Sau đó, thì Sagawa đã quan hệ tình dục với thi thể. Kinh hoàng hơn, vì chưa thỏa mãn thú tính của mình, nên hắn đã chia cơ thể nạn nhân thành nhiều phần để trong tủ lạnh, rồi dùng dần như một món sushi ngon lành. Sau 2 ngày thỏa mãn thú tính của mình, thì Sagawa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và cho các phần cơ thể còn lại của Rinei vào một cái vali rồi đem ra công viên để phi tang. Sáng hôm sau, một đôi vợ chồng đang thư thái tản bộ trong công viên thì bất ngờ nhìn thấy một bàn tay phụ nữ thò ra khỏi chiếc vali dính đầy máu. Quá hoảng loạn nên cặp đôi đã vội gọi điện cho cảnh sát để thông báo. Cảnh sát đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi của đôi vợ chồng. Họ mở chiếc vali ra và phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Đó cũng là lúc một cuộc truy lùng gắt gao chủ nhân của chiếc vali kinh dị được triển khai. Sau 2 ngày từ lúc chiếc vali được phát hiện, thì cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nhà của Sagawa. Trong tủ lạnh của nhà tên sát nhân này, thì họ tìm thấy những bộ phận thi thể phụ nữ được xếp chặt kín. Đương nhiên, Sagawa không còn đường để chối cãi. Hắn đã bị đưa ra xét xử trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, nhờ vào thế lực của người cha và một luật sư hàng đầu, sau 2 năm xét xử, thì thẩm phán người Pháp cuối cùng đã tuyên bố Sagawa bị mắc bệnh tâm thần và cần được điều trị vô thời hạn trong bệnh viện tâm thần Paul Giraud. Khi phiên tòa kết thúc, thì Sagawa đã may mắn thoát tội nhờ cái mác tâm thần. Có đến 3 bác sĩ tâm thần khẳng định Sagawa sẽ không bao giờ khỏi bệnh và cần cách ly hắn vĩnh viễn. Năm 1984, người cha quyền lực của Sagawa đã tìm cách dốc tiền rồi chạy trọt thành công để hắn được chuyển về Nhật Bản sinh sống. Năm 1986, thì chính quyền Pháp đã quyết định trao trả Sagawa về Nhật Bản. Ngay khi vừa về Nhật Bản, thì Sagawa đã được đưa ngay đến bệnh viện Matsugawa để xét nghiệm tâm lý. Kết quả là các nhà tâm lý học tại bệnh viện Matsugawa đều xác định hắn hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý. Chỉ có điều trong tâm hồn hắn tồn tại một con quỷ máu lạnh mà thôi. Chính quyền Nhật Bản nhận thấy đã không còn lý do gì để quản thúc Sagawa tại bệnh viện trong khi hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Do đó vào ngày 12 tháng 8 năm 1986, Sagawa chính thức được trả tự do. Được trả tự do, Sagawa không phải chật vật để tái hòa nhập với cuộc sống, mà hắn thậm chí còn trở thành người nổi tiếng. Hắn chưa bao giờ tỏ ra hối hận và cảm thấy ăn năn với tội ác của mình trong quá khứ. Hắn còn huênh hoang khoe trên truyền hình về tội ác của mình như một chiến tích lẫy lừng.
Sagawa nhận lời mời đóng một số bộ phim khiêu dâm Nhật Bản và tự mình viết ra 4 cuốn sách. Một trong số đó là cuốn tự truyện mà Sagawa dùng để tường thuật lại chi tiết quá trình gây tội ác man dợ của hắn. Đáng ngạc nhiên là cuốn sách ghê rợn này lại tẩu tán được đến 200.000 bản. Nhờ cha của mình, không những Sagawa đã thoát tội giết người mà giờ đây hắn vẫn sống trong nhung lụa thay vì mang mặc cảm tội lỗi. Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1997, thì Sagawa đã trở thành tâm điểm của các tờ báo lá cải. Bên cạnh việc nhận được những lời mời phỏng vấn, thì Sagawa bệnh hoạn còn làm video để thỏa mãn trí tò mò của những khán giả muốn tìm hiểu về một sát nhân ăn thịt người. Thậm chí, thì Sagawa còn lập ra một website riêng, chuyên đăng tải những trích đoạn ghê rợn trong cuốn tự truyện tội ác của mình và mở ra những cuộc thảo luận về lý do tại sao ăn thịt người không phải là một điều khủng khiếp. Sau năm 1997, thì hào quang của Sagawa cũng bắt đầu lụi tàn. Các nhà xuất bản sách không còn ngó ngàng gì đến những tác phẩm của hắn. Vì tài sản bắt đầu khánh kiệt, nên Sagawa đành phải vật lộn giữa đời để tìm việc làm. Năm 2005, cả cha và mẹ Sagawa đều qua đời. Không những mất đi chỗ dựa tinh thần mà hắn còn bị họ hàng ngăn cản đến dự lễ tang và đuổi ra khỏi nhà. Hắn ta đành phải ở trong một căn hộ thuê rách nát, chật hẹp và sống qua ngày bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Xong, chẳng bao lâu sau, thì khoản trợ cấp này cũng đã bị cắt, nên Sagawa đành phải tự thân vận động kiếm miếng cơm manh áo. Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Vice vào năm 2009, Sagawa nói rằng việc bị buộc phải kiếm sống trong khi ai cũng biết mình là một kẻ giết và ăn thịt người là một sự trừng phạt khủng khiếp đối với hắn. Có thể thấy, tội ác nào cũng phải bị trừng phạt dù sớm hay muộn và bằng cách này hay cách khác. Việc từ đỉnh cao nhung lụa trở thành một kẻ không nhà, chật vật chạy từng bữa ăn với ánh mắt kinh miệt của người đời cũng coi như là một sự trừng phạt thích đáng cho kẻ sát nhân máu lạnh này. Kỳ án về Janet Overton, cái chết bí ẩn và sự giảo trá của gã sát nhân. Ngày 24 tháng 1 năm 1988 là một ngày chủ nhật đẹp trời. Hôm đó, Janet Overton, 46 tuổi, đang ăn sáng tại nhà mình ở thành phố Dana Point, California, Mỹ, trước khi thu dọn đồ đạc cùng cậu con trai 18 tuổi của cô là Eric. Họ đã lên kế hoạch vào ngày hôm đó là tổ chức đi thuyền để xem cá voi cùng một số bạn bè của gia đình. Nhưng rồi, Janet chưa kịp lên xe đi thì đột nhiên đã ngã quỵ ngay trước cửa nhà. Thấy vậy thì Eric đã vội chạy vào nhà để gọi bố là Richard Overton. Richard đã lập tức gọi 911 và hai bố con sau đó cùng theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không thể làm gì hơn. Janet được xác định đã chết trước khi có thể đến được bệnh viện. Cái chết của Janet là một cú sốc lớn đối với người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cô. Janet là một thành viên quan trọng của ban giám hiệu học khu Capistrano. Cô sống cùng Richard Overton, người chồng 19 năm của mình và con trai Eric của họ. Janet được nhiều người yêu mến và khá nổi tiếng trong cộng đồng. Ai cũng thương xót và muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Khám nghiệm tử thi cũng không đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào về nguyên nhân gây ra cái chết của Janet. Kết quả là giấy chứng tử của Janet đã ghi nguyên nhân chết là không thể xác định. Một người bạn nói với cảnh sát rằng Janet đã mắc một căn bệnh lạ từ vài năm trước. Cô từng phàn nàn với bạn về những vết loét không thể giải thích được xuất hiện trên cơ thể, gây đau đớn khi quần áo cọ vào. Cô cũng thường cảm thấy buồn nôn và mất nước. Việc di chuyển trở nên khó khăn và có lúc Janet phải dùng đến ngạng. Cô đã đi khám ở nhiều nơi khác nhau nhưng không bác sĩ nào có thể tìm ra căn bệnh mà Janet mắc phải. Mặc dù không có lời giải thích thỏa đáng về cái chết của Janet nhưng cơ quan chức năng cũng không tìm thấy bằng chứng về việc cô bị hãm hại. Cái chết đột ngột ấy hoàn toàn là một bí ẩn. Trong khi tìm hiểu về căn bệnh không rõ nguyên nhân này, thì điều tra viên cũng xem xét các mối quan hệ của Janet với tư cách là thành viên hội đồng trường để xem liệu cô có gây thủ chuốc oán với ai hay không. Cảnh sát nhận thấy rằng những ý tưởng tiến bộ của Janet đôi khi dẫn đến xung đột với các thành viên bảo thủ trong cộng đồng. Ngoài ra, các thám tử cũng biết được rằng Janet từng bị cáo buộc ngoại tình với người đã có gia đình. Những người xung quanh đều biết điều này, bởi có kẻ nào đó đã tìm cách bôi nhọ danh dự của cô bằng cách dán tờ rơi tố cáo cô ngoại tình trên tất cả xe hơi trong bãi đậu xe tại văn phòng quận. Các nhà điều tra nhận thấy tình trạng sức khỏe của Janet bắt đầu giảm sút trùng hợp với khoảng thời gian xuất hiện tin đồn ngoại tình. Nhân tình của Janet được cho là Bill Dawson, là một trợ lý giám đốc tại nơi cô làm việc. Khi cảnh sát thẩm vấn, thì Bill Dawson ban đầu phủ nhận việc ngoại tình với Janet Overton, nhưng vài ngày sau đã thay đổi lời khai và thú nhận về mối tình ngoài luồng ấy. Lý do Bill đưa ra là do ban đầu sợ chuyện ngoại tình có thể khiến anh mất gia đình và công việc. Người đàn ông này sau đó đã đồng ý kể hết mọi chuyện. Bill cho biết có quan hệ tình ái với Janet trong thời gian dài trước khi cô bị sát hại. Họ bắt đầu qua lại từ năm 1981 khi đi công tác ở San Francisco.
Vào năm 1985, cuộc tình bí mật của họ bị bại lộ khi xuất hiện những tờ rơi tố cáo Janet đang ngoại tình. Giám đốc học khu đã nói chuyện với Bill về những tờ rơi tố cáo Janet dán khắp nơi và yêu cầu anh chấm dứt nếu có quan hệ tình cảm với Janet. Bất chấp điều này, thì cuộc tình vẫn tiếp tục. Mối quan hệ kết thúc vào 1987, khoảng thời gian Janet bắt đầu xuất hiện các vết loét đau đớn và phát ban khắp cơ thể. Bill cho biết dù chấm dứt nhưng họ vẫn là bạn và gặp nhau khá thường xuyên. Khi nhóm điều tra đang tập trung xem xét cái chết của Janet theo hướng có thể liên quan đến Bill, thì họ được một người bạn của Janet tiết lộ một thông tin khá sốc. Theo đó, Janet đã vô cùng đau khổ vì ban đầu cô không biết ai là người đã dán các tờ rơi tố cáo cô ngoại tình. Nhưng rồi sau đó, cô phát hiện chồng mình Richard Overton chính là người đứng sau phát tán tờ rơi nhằm hủy hoại danh tiếng của cô. Với thông tin này, thì cảnh sát đã lập tức tìm hiểu về cuộc hôn nhân của nạn nhân. Cảnh sát đã nói chuyện với một số người bạn của Janet và đều được nói rằng đôi vợ chồng này là hai người hoàn toàn đối lập nhau. Richard là một giảng viên đại học, nhà toán học và có bằng tiến sĩ tâm lý học, đồng thời là một chuyên gia tư vấn kinh doanh. Anh ta rất quan tâm đến địa vị của mình. Trong khi đó, Janet là phụ nữ yêu đời, vui vẻ, độc lập, là người hướng ngoại và thích giúp đỡ người khác. Janet không có trình độ học vấn cao như chồng nhưng được bầu vào ban giám hiệu của học khu và rất nổi tiếng trong cộng đồng. Một người quen biết cặp đôi nói rằng Richard rất bực bội trước sự nổi tiếng của vợ vì cảm thấy mình thông minh hơn vợ. Anh ấy rất ngạc nhiên khi Janet được nhiều người bầu chọn, tương lai có thể lên vị trí lãnh đạo cấp cao. Người này cho biết, ban đầu, Richard và Janet gắn bó với nhau vì cùng chung sở thích liên quan tới máy tính nhưng sau 19 năm, những rạn nứt của cuộc hôn nhân đã lộ rõ và khó có thể hàn gắn. Họ đang tiến tới việc ly hôn. Người xung quanh đều biết chuyện Janet ngoại tình. Cặp đôi có một con trai đang học năm cuối trung học. Janet rất yêu con của mình. Hai mẹ con thường cùng nhau đi xem bóng đá vào cuối tuần và hay làm những việc lặt vặt. Vào tháng 7 năm 1988, 6 tháng sau cái chết của Janet, cảnh sát nhận được cuộc gọi bất ngờ từ một người phụ nữ tên là Dorothy Boyer. Dorothy là vợ cũ của Richard. Cặp đôi này đã có với nhau 4 người con. Nói chuyện với cảnh sát, thì Dorothy đã phơi bày lịch sử hôn nhân đen tối của người đàn ông này. Theo Dorothy, cô kết hôn với Richard vào 20 năm trước. Dorothy nghĩ rằng họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến khi phát hiện ra rằng chồng mình đang sống một cuộc sống hai mặt. Mặc dù thực tế Richard đang sống với Dorothy cùng 4 đứa con của họ, hai người đang là vợ chồng hợp pháp nhưng đồng thời người đàn ông này cũng có một ngôi nhà thứ hai. Ở đó, Richard chung sống với người phụ nữ khác tên là Caroline. Hai người họ cũng tổ chức đám cưới và có với nhau một đứa con. Khi Dorothy phát hiện ra điều này, thì cô đã lập tức đệ đơn ly hôn. Tòa phán quyết cho Dorothy được giữ lại ngôi nhà của cặp đôi và cô tiếp tục sống ở đó sau khi chính thức ly hôn vào năm 1969. Richard vốn đã rất tức giận khi Dorothy quyết tâm ly hôn với anh ta. Giờ đây lại càng khó chịu khi cô vẫn ở trong ngôi nhà của gia đình. Cùng thời điểm sau khi đề nghị ly hôn, thì Dorothy thấy sức khỏe của mình giảm sút. Cô luôn buồn nôn và có các vết lở loét xuất hiện trên cơ thể. Một ngày nọ, khi Richard đang ở nhà, thì Dorothy nhận thấy có mùi lạ từ sữa của mình và tin rằng Richard đã bỏ gì vào trong đó. Cô đã mang sữa đi kiểm tra và phát hiện có một lượng lớn chất xelen, là loại chất có thể gây tử vong nếu dùng quá liều. Khi chất vấn Richard, thì người đàn ông này thú nhận đã bỏ xelen vào thức ăn và đồ uống của Dorothy. Anh ta giải thích rằng mình có vấn đề về tâm lý và đồng ý tới gặp bác sĩ để tư vấn. Vì vậy, nên Dorothy đã bỏ qua cho chồng cũ của mình. Nhưng khi biết được cái chết của Janet, thì Dorothy đã nghi ngờ rất có thể chồng cũ đã đầu độc vợ của anh ta nên quyết định kể cho cảnh sát tất cả những gì cô biết về người đàn ông này. Nói chuyện với cảnh sát, Dorothy nhấn mạnh rằng các nhà điều tra nên xem xét kỹ hơn trường hợp của Janet vì cô biết rõ Richard có khả năng làm những điều gì. Dorothy còn có thể cung cấp bằng chứng cho cảnh sát. Đó là sau khi Janet chết, thì cô đã chở con gái để đến gặp bố. Tại đây, cô thấy một bút kẻ mắt của phụ nữ, găng tay cao su và một ống tiêm trong ngăn kéo bàn của Richard. Cảm thấy nghi ngờ, Dorothy đã cầm về và đưa nó cho cảnh sát sau đó. Tiến hành kiểm tra, thì chuyên gia đã xác nhận chiếc bút kẻ mắt có chứa xelen. Dựa trên thông tin mới này, cảnh sát một lần nữa đã xem xét kỹ các tình tiết xung quanh cái chết của Janet. Họ thấy rằng trong khoảng thời gian dài trước khi chết, cô luôn trong tình trạng suy nhược với các triệu chứng gồm buồn nôn, đi lại khó khăn, bị đau và có các vết loét khắp cơ thể, bàn chân bị bong chóc và đổi màu. Cảnh sát phát hiện đó là những triệu chứng giống hệt như Dorothy mắc phải sau khi tuyên bố ly hôn với Richard. Tôi tin vào những thông tin mà Dorothy cung cấp, nhưng điều tra viên thấy rằng hoàn cảnh của hai người phụ nữ là khác nhau. Richard được cho là đầu độc Dorothy sau khi hai người bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn, và thời điểm đó người đàn ông này đã rất tức giận.
Tuy nhiên, theo lời khai của Richard, cuộc hôn nhân của anh và Janet rất hạnh phúc. Vì vậy, điều tra viên trước hết phải xác định xem Janet có bị đầu độc hay không. Cảnh sát không thể khai quật thi thể của Janet bởi cô đã được hỏa táng. Tuy vậy, một số phần nội tạng vẫn được lưu giữ để phục vụ cho quá trình điều tra. Các nhà điều tra sau đó đã yêu cầu sự trợ giúp của Paul Sedgwick, là nhà nghiên cứu chất độc đầy kinh nghiệm của văn phòng cảnh sát trưởng quận Cam. Khi Paul tiến hành kiểm tra dạ dày của Janet, vị chuyên gia này ngay lập tức ngửi thấy mùi cyanua, là một chất cực độc không nên có trong cơ thể con người với nồng độ khá mạnh. Tuy nhiên, cyanua có mùi dễ gây nhầm lẫn và không phải ai cũng có thể phát hiện ra chất độc đó. Điều này có nghĩa là Janet ăn phải chất độc cyanua ngay trước khi chết. Giờ đây, cảnh sát đã biết được rằng điều gì thật sự dẫn đến cái chết của Janet. Việc tiếp theo, họ phải xác định xem làm thế nào nạn nhân lại ăn phải loại chất độc này. Qua điều tra, họ phát hiện Richard từng làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, có một đối tác hoạt động trong lĩnh vực khai thác vàng nên có thể tiếp cận được nguồn cyanua và các vật liệu luyện kim khác. Khi bị thẩm vấn, thì Richard đã khẳng định hai vợ chồng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, con trai của cặp đôi là Eric thì lại cho biết rằng lo ngại bố mẹ đang trên bờ vực ly dị và thừa nhận rằng có khả năng bố đã giết mẹ. Lúc này, cảnh sát đã nhận được lệnh khám xét nhà của Richard. Tại đây, họ đã thu thập nhật ký và khôi phục những ghi chép đã bị xóa trên máy tính của anh ta. Trái ngược với những gì đã nói với cảnh sát, thì cuộc hôn nhân của vợ chồng Richard không hề hạnh phúc. Mặc dù sống dưới một mái nhà nhưng cuộc sống của họ gần như tách biệt, không liên quan tới nhau. Cặp đôi không ngủ cùng và thậm chí không ăn với nhau. Trong những đoạn nhật ký, thì Richard đã thể hiện mình rất tức giận và ghét vợ, đồng thời úp mở rằng sẽ giải quyết chuyện đó sớm thôi. Hắn ta ghi lại tỉ mỉ các hoạt động của vợ hàng ngày, bao gồm cả vụ ngoại tình của cô. Nhật ký được viết đến ngày 24 tháng 1 năm 1988, ngày mà Janet qua đời. Khám xét nhà Richard, thì cảnh sát thu thập được các loại thuốc, vitamin, lon cà phê và đồ trang điểm của Janet để xét nghiệm. Kết quả phân tích mỹ phẩm của Janet Overton cuối cùng cũng vạch trần cách thức cô bị đầu độc. Theo đó, trùng của cô đã tẩm selen vào đồ trang điểm của vợ. Liều lượng nhỏ selen được Janet sử dụng hàng ngày sẽ hấp thụ vào da và tích lũy theo thời gian, tạo nên cái chết từ từ. Cyanua là loại chất độc có tác dụng nhanh, có thể được cho vào nước uống của Janet vào ngày cô mất mạng. Ngày 1 tháng 10 năm 1991, thì Richard đã bị bắt vì cáo buộc sát hại vợ. Thời điểm này, thì hắn ta vừa kết hôn với người vợ thứ tư. Tuy nhiên, người đàn ông này một mực phủ nhận sự liên quan tới cái chết của Janet. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Richard biết rằng không thể chối cãi nên đã thừa nhận hành động bỏ chất selen vào đồ uống của người vợ đầu, là Dorothy Boyer. Nhưng Richard nói rằng đó chỉ là một trò đùa vui vẻ nhằm mục đích là dọa Dorothy. Lý do người đàn ông đưa ra là vì anh ta nghĩ rằng thời điểm đó cô đang ngược đãi những đứa con của họ. Dù vậy, Richard khẳng định với Janet thì anh ta không hề làm như thế. Phía công tố cáo buộc điều ngược lại. Họ tin rằng Richard đầu độc vợ trong một khoảng thời gian dài và vào ngày cô chết, thì người đàn ông này đã cho cyanua vào nước uống của vợ vào buổi sáng trước khi cô rời khỏi nhà để đi xem cá voi cùng cậu con trai. Trong phiên tòa xét xử, cơ quan công tố khẳng định Richard có đầy đủ phương tiện, động cơ và cơ hội để giết Janet. Hắn ta có khả năng lấy được chất độc khi từng làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, có thể tiếp cận nguồn cyanua và các vật liệu luyện kim khác. Trong những lần thẩm vấn trước, thì Richard luôn miệng nói rằng có hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, nội dung trong cuốn nhật ký cho thấy anh ta vô cùng ghét và tức giận với Janet. Cuộc hôn nhân của họ cũng rất xấu. Chính sự thù ghét này đã dẫn đến việc đầu độc vợ bằng selen và cyanua. Người đàn ông đã bôi chất độc lên đồ trang điểm và đồ ăn thức uống của Janet, khiến cô xuất hiện những triệu chứng khó hiểu trong khoảng thời gian trước khi chết. Các triệu chứng do ngộ độc selen này tương tự những gì mà người vợ đầu Dorothy đã trải qua. Một số bác sĩ đã làm chứng rằng Janet có đến chỗ họ khám nhưng họ không thể đưa ra lời giải thích về lý do tại sao sức khỏe của cô lại suy giảm nhanh chóng như vậy. Trước các bằng chứng được đưa ra, thì bồi thẩm đoàn tuyên bố Richard phạm tội giết người cấp độ 1 trong cái chết của vợ, dù người đàn ông này vẫn khăng khăng không nhận tội. Bản án dành cho Richard là tù chung thân. Những năm sau đó, Richard vẫn luôn khẳng định mình vô tội cho đến khi qua đời vào năm 2009. Hắn ta đã chết ở tuổi 81 do các biến chứng của bệnh tiểu đường và chứng mất trí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.